Máy chơi game cầm tay trong cái tầm giá loanh quanh đâu đó khoảng 1 triệu thì anh em hỏi về rất là nhiều. M17 shop đã lên video rất là nhiều, có hai phiên bản 64, 128GB bán rất là chạy. Một cái có hơn 30.000 game, một cái hơn 20.000 game. Anh em chơi tẹt. Và hôm trước thì shop cũng đã lên video rất là chi tiết về RG35X rồi. Và một sản phẩm nữa mà shop bán cũng rất chạy, đó là Mizuho Mini Plus, với tầm giá cũng đâu đó khoảng trên dưới 1 triệu. Thì đây là một sản phẩm mà anh em lựa chọn cũng rất nhiều. Và bây giờ anh em hãy cùng theo chân mình để mở hộp xem sản phẩm này có gì nha. Let's go, chuyển cánh. Và đây là cái ngoại hình bên ngoài của Mizuho Mini Plus, một cách đóng gói rất là nhỏ gọn thế này thôi. Khi mở hộp ra thì ở đây chúng ta sẽ có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng của Mizuho Mini Plus này. Tiếp đó thì chúng ta sẽ có nhân vật chính là chiếc Mizuho Mini Plus màu trắng nhé. Với sản phẩm này nó sẽ có cho anh em có khoảng màu đen nữa. Trắng đen là hai lựa chọn mà anh em sử dụng nhiều nhất trên chiếc Mizuho Mini Plus này. Ở phía dưới này thì nó cũng có cho anh em một cái sợi dây cáp sạc này, một cái cổng USB nữa. Và ở đây thì nó cũng sẽ có cho anh em một miếng dán màn hình, cũng rất là giống với RG35XX nhé, cũng tương đối giống nhau, cho anh em cái những miếng dán màn hình. Rồi đi vào chi tiết cái ngoại hình của Mizuho Mini Plus. Ở trên đầu này thì anh em sẽ có nút nguồn nhé. Chúng ta sẽ khởi động chiếc máy chơi game này lên. Ở đây là phiên bản màu trắng, nhìn cũng rất là đẹp. Và nhìn về cái tổng thể của thiết kế giữa Mizuho Mini Plus và RG35XX, ở đây thì anh em cũng có thể nhìn thấy cái sự tương đồng của nó cũng tương đối giống nhau các bạn ạ. Con này thì có phần nào đó ngắn hơn và nhỏ hơn một chút thôi, nhưng nhìn chung về cái tổng thể thiết kế thì nó khá là la giống nhau. Về mặt sau này, những phím R1, R2 và L1, L2 của Amberlic, RG35X và Mizuho Mini Plus nhé. Và đây là cái giao diện chính của Mizuho Mini Plus này. Những tựa game gần đây này, danh sách yêu thích này, danh sách game này, Retro App này, rồi là những cái app, cái đó là setting. Và chủ yếu thì hôm nay mình sẽ cho anh em xem ở đây là những cái thể loại game như thế nào nhé. Chúng ta sẽ tích vào một game này. Ở đây thì nó sẽ có cũng rất là nhiều những cái thể loại game khác nhau. FC, Game Boy, GBA, MD này, rồi là SFC này, có PS nhé. Ở PS ở đây thì chúng ta sẽ có những cái tựa game của PlayStation. Với những tựa game này thì thường sẽ là những cái tựa game rất là hay. Ở đây có luôn cho anh em là Đấu Trường Thú 2 này. Đấy, mình có thể kéo lên cho anh em nhé, FIFA Soccer 2005 này. Kéo thêm cho anh em một vài những tựa game có lẽ là hay nhất thì thường đã được cài vào đây rồi. Rockman X6 này, Tekken 2 này, Trider 2 này, Contra Avenged này, Tomba này. Mình có thể kéo nhanh cho anh em nhé. Tổng ở đây là sẽ có 24 game của PS1 để anh em có thể chơi được ngay này. Rồi có những cái tựa game của MS. Game thì nó sẽ hiển thị ngay ở đây để anh em biết là có bao nhiêu game. Con này tầm khoảng 1200 game này. Rồi là VKSC, chúng ta sẽ có đâu đó khoảng 89 game. Đó, cũng rất là nhiều những thể loại game hay nhé. Dragon Ball, bản Japan, Final Fantasy này. Ở đây có Arcade này, FBN này, có FF Play này, có Mame này, có Mame Plus, Neo Geo, Pico Driver và SNS Plus. Nó sẽ có những cái thể loại game khác hơn một chút so với của RG35X một xíu anh ạ. Nhưng mà nói chung cũng rất là nhiều nhé. Tổng cộng ở đây sẽ khoảng 16 thể loại game để anh em có thể chơi nhé. Thì cái video ngày hôm nay thì shop sẽ giới thiệu qua cho anh em là những cái thể loại game, những cái tựa game mà chúng ta có trên con Mizuho Mini Plus này thôi. Và trong cái video tới thì shop sẽ có những cái sự trải nghiệm game chi tiết hơn về Mizuho Mini Plus này anh em nhé. Đó, game PS1 thì ở đây cũng đã có rất là nhiều những cái tựa game hay để anh em có thể lựa chọn và trải nghiệm rồi. Và trong cái thời gian tới anh em muốn test những cái thể loại game nào ấy, thì shop sẽ lên video rất là chi tiết cho anh em nhé. Nhiều game phết anh ạ. Ở đây thì nó không có tổng số game mà anh em mình thống kê giống với con M17, nhưng mà ở đây cũng rất là nhiều nhé. Mortal Kombat các thứ này, ở đây có hơn 6.000 game, thật sự là nhiều để anh em có thể có những cái sự trải nghiệm trên con máy chơi game này nhé. Mình vào thử Mortal Kombat cho anh em thử. Thì cái video này thì mình sẽ làm nhanh như thế này thôi, và hôm tới thì là những cái video chi tiết hơn cho anh em về Mizuho Mini Plus, một con máy chơi game cũng rất là đẹp, rất là nhỏ gọn. Nó có form tương đối giống với Amberlic RG35X. Và đây là một sản phẩm mà shop cũng đang bán rất chạy để anh em có thể trải nghiệm nhé. Anh em muốn trải nghiệm thì có thể qua trực tiếp shop tay cầm để có thể trải nghiệm. Còn nếu như mà ở xa ấy, thì có thể đặt hàng online và shop sẽ ship tận nhà dành cho anh em nhé. Mortal Kombat cái đời đầu nhìn cũng cổ nhờ anh em nhờ, cổ điên luôn đấy. Thì thế thôi, có lẽ là video này mình sẽ rút ngắn tạm thời đến đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở những video tới, những clip tới đến từ shop tay cầm nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.